Rồi chào toàn thể anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của Nhật Máy Bãi nha mọi người. Đấy. Thì số điện thoại của cửa hàng là 0988628901. Đấy, số điện thoại của em có sử dụng Zalo nha mọi người. Và kênh YouTube của em là có hai kênh nha, Nhật Nông Cơ và Nhật Máy Bãi nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cưa xích hay máy phát cỏ hoặc là tất cả các dòng máy nông nghiệp nào thì mình có thể liên hệ qua đầu số điện thoại của em ha, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo. Đấy, bên em sẽ gửi chi tiết hình ảnh những cái mẫu máy mà anh em cần. Đấy, để anh em mua ha mọi người ha. Đấy, thì anh em xem video đấy, nhớ cho em một like này, một đăng ký này, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé mọi người. Đấy, khi anh em mà bấm đăng ký kênh ấy, với lại bật chuông thông báo ấy, thì bên kênh YouTube ấy, nó sẽ hiển thị thông báo những cái video mới nhất từ cửa hàng đăng lên. Đấy, để cho mọi người tham khảo các cái dòng máy cưa xích Nhật Bản, Nhật Bãi nha mọi người. Đấy, rồi, thì hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2021 nha mọi người. Đó, chỉ có một ngày nữa thôi là bước qua năm 2022 rồi. Đấy, thì cảm ơn tất cả các quý khách hàng trong thời gian qua, một năm, bao nhiêu năm đó, đã ủng hộ của cửa hàng Nhật Nông Cơ và Nhật Máy Bãi nha mọi người. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đấy, thì tri ân khách hàng thì hôm nay cửa hàng lên sóng giới thiệu cho anh em một lô máy. Đấy, thì lô này là lô máy cưa xả hàng cuối năm cho anh em nhé. Đấy, lô này thì em sẽ giảm giá chi tiết từng con luôn, và giá em sẽ ghi cụ thể và báo giá trên các con máy, trên tay cầm con máy nha mọi người. Thì em cũng sẽ test nổ từng cây nha mọi người. Đó, test nổ này, khởi động từng cây. Thứ hai là báo giá cụ thể để cho anh em xem. Anh em nào cảm thấy kết em máy nào, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng và ủng hộ cửa hàng bên em nhé mọi người. Rồi anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em. Đó. Rồi. Đang giới thiệu mà hàng xóm mở nhạc. Đấy, anh em thấy không? Mùi xuân đã sắp về nhà rồi. Đấy. Hàng xóm mở nhạc to quá. Rồi thì anh em thông cảm là vậy. Rồi thì nay giới thiệu cho anh em là có một em máy cưa xích gọi là hàng chưa dọn. Đấy. Còn lại là những con máy nổ ngon lành cành đào, về anh em chỉ việc sử dụng nhé mọi người. Đổ nguyên liệu vào là xài thôi. Đấy, máy thì rất là đẹp. Đấy. Đây, lô này giới thiệu cho anh em này. Hai em tay cụt, một em dọn rồi, một em chưa dọn. Và các mẫu máy tay dài đến từ Nhật Bản, Zubi, Shinway, Singu. Đó, và Shinway nhé mọi người. Đấy, đây là những cái mẫu hệ có những con đời cao, rất là cao. Đấy. Rồi thì rồi em sẽ lấy cái bút lông giới thiệu cho anh em này. Đó. Thì đây, trong lô này đây gồm có con đầu tiên này anh em. Đó, con đầu tiên nhé, là con số 1 này. Con này là con chưa dọn nhé mọi người. Đấy. Đấy, anh em xem video thì nhớ cho em một like nhá. Đấy, và lô này em sẽ đánh dấu cho anh em là lô G đi ha. Đó, lô giảm giá cuối năm, gọi là lô xả hàng ha. Thì đánh dấu cho em là lô G nhé mọi người. Lô này là lô G, và con đầu tiên là máy chưa dọn nha mọi người. Còn tất cả những cái con còn lại là đã dọn nổ ngon lành cành đào, với anh em chỉ việc đổ nguyên liệu vào sử dụng thôi. Đấy, thì cái con đầu tiên giới thiệu cho anh em này. Con này nói rõ nha, là con này là hàng Việt Nam sử dụng qua rồi. Đấy, nhưng mà người ta mua ấy, người ta rất ít xài. Đấy, về người ta ném một chỗ này anh em. Đấy, đây lâu nga mốc mèo như máy như địa luôn anh em. Đấy, đây. Đó, người ta sử dụng qua vài lần thôi. Anh nhìn em nhìn lam xích này anh em biết rồi. Đấy, hàng Việt Nam xài qua rồi nha. Đấy, em nói rõ đến chính với mọi người như vậy nhá. Rồi. À, cái chỗ này là người ta dán keo này mọi người. Đó, chỗ này chỗ màn lốc mà người ta dán keo gì đây. Chỗ này người ta gắn keo rồi nha mọi người. Đấy. Thì chắc là cái xích này nó vặn vào đây là nó bị xì nhớt này. Nên là người ta gắn keo vào nhá. Đấy. Quay chi tiết cho anh em xem để anh em biết được cái lựa chừng để anh em mua ha. Thì hiện tại để em thử hơi xem nào. Đó, hơi hám rất ok nha mọi người. Nói chung là cái lốc ấy nhiều khi người ta dán như vậy là vẫn xài bình thường này. Về anh em chỉ việc dán lại thôi nha. Đấy, nhưng mà nó trước hàng đã xài qua rồi thì hơi hám còn tốt. Thì sẽ bao hơi bao lửa cho anh em nhé. Về anh em mà gọi là ít tiền, hoặc là muốn mua gọi là để sử dụng chơi chơi, hoặc là anh em mua về dọn nổ vớ vẩn ấy, thì mình mua cái này về. Hoặc là anh em nào đang sử dụng cái máy này, mình mua về lấy đồ nha mọi người. Đấy. Thì em số đầu tiên này là em G này, G1 này mọi người. Em này bán giá cho anh em với giá là 700k. Đấy, 700k nha mọi người. Đấy, thì chi tiết thì em đã nói cụ thể rồi. Anh em xem nhắm mua được thì mua nha mọi người. Đó, lam này, lam 40, lam xích thì thôi lấy được rồi, không phải suy nghĩ luôn. Còn riêng về phần nổ thì em sẽ bao cho anh em là bao hơi, hơi vừa em giật cho anh em đấy đấy. Đó, bao hơi cho anh em ha. Đấy, còn lại là những chi tiết cụ thể em đã nói rõ trên này. Đấy, hàng xài qua rồi, để lâu lắm rồi. Thế nhưng mà người ta mang ra đuổi máy khác này, nên là em thâu lại cái máy này, bán rẻ cho anh em với giá
đồng giá em khi mua vào. Đấy, thâu người ta bao nhiêu bán lại cho anh em bằng bao nhiêu. Đấy anh em nhá. Rồi anh em nào cảm thấy kết cái máy này liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nha mọi người. Đấy, mua về lấy đồ hoặc cái ha. Rồi, tiếp theo này đến em số 2 này. Đấy, em số 2 là đến từ thương hiệu Tanaka. Đấy, nhưng mà em này dọn nổ ngon lành cành đào hết rồi. Thế anh em chỉ việc đổ nguyên liệu vào sử dụng thôi. Em này thì em sẽ bảo hành cho anh em tất cả những cái máy dọn rồi ấy, em sẽ bảo hành cho anh em là bao nòng 12 tháng, bao lột nòng nha mọi người. Đấy, đây là anh em cứ yên tâm về chất lượng ha. Rồi, thì đã nổ sẵn ngon lành cành đào nha mọi người. Đấy, em này là đến từ thương hiệu của Tanaka, mã số là ECS3302. Đó, đời này đời 4 số 33cc, nòng là 37 ly nha mọi người. Lam 35cm, mặt tất cây 30, đó, sức 91 nha. Này, lóc mặt tiền đây ha. Đấy, rất là sáng nha mọi người. Nói chung là mẫu này là dòng tay cụt mini, dành cho anh em leo tỉa cành hoặc là sử dụng gia đình. Lâu lâu Sierra cắt thì sử dụng em này vừa tay vừa tầm nha mọi người. Thì em tay cụt này bán giá cho anh em chỉ với giá là 1.500.000 đồng. Đó, em G2 nha mọi người, 1.500.000 đồng nhá. Đấy, anh em nào cảm thấy kết em máy cơ xích G2 này, mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhá. Giờ sẽ khởi động cho anh em nghe này. Rất là bốc ha. Đấy, giờ em G2 nhá mọi người, giá chỉ 1.500.000 thôi, chiên khách hàng trong cái ngày cuối năm này ha mọi người ha. Anh em nào kết thì liên hệ qua số điện thoại của em nhá mọi người. Giá tốt nhất nha mọi người, đảm bảo giá tốt nhất thị trường hiện nay luôn. Đấy, anh em nào cứ đi tham khảo, cảm thấy tốt về đây ủng hộ cửa hàng bên em. Đấy, anh em xem video nhớ cho em một like này, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhá mọi người. Rồi tiếp theo giới thiệu đến anh em là một con G3 này. Đấy, em này đến từ thương hiệu của Makita, mã số là ME332 nha mọi người. Đấy, mẫu này nòng cũng của nó là cũng 37 ly nha mọi người. Đó, và em này thì 33cc ha. Đó, lam 40 nha mọi người. Đấy, lam còn nguyên chữ Makita này. Đấy, xích này thì đã ráp cho anh em là xích mới nha mọi người. Đó, đã ráp cho anh em xích mới. Nếu như sợi xích này anh em đi mua không là đã 200 ngàn rồi. Đó, nhưng mà cửa hàng giờ hiện tại đang ráp cho anh em xích mới nhá. Nên anh em lưu ý kể cả giá cả vậy, mình phải nhìn hết cả các bộ phận như xích lam này nha mọi người. Rồi, em G3 này, đấy, giá bán cho anh em con Makita ME332 này ấy, là 1.800.000 đồng. Đấy, 1.800.000 đồng em G3, giá rất rẻ luôn, phải chăng luôn. Đấy, 1.800.000 đồng nha mọi người. Anh em có thể sở hữu một con máy cưa xích tay dài mini nhỏ gọn để anh em sử dụng trong mảng gia đình. Em này thì anh em có thể leo tỉa cành được hoặc sử dụng hạ gốc cắt ở dưới. Đấy, nhưng mà nó là xài gia đình nha mọi người, dòng tay dài nhỏ gọn ha. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe này. Mấm nha mọi người. Rồi em cưa xích G3 nha, giá bán cho anh em là 1.800.000 đồng. Anh em nào cảm thấy kết máy cưa xích Makita ME332 này thì liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng nha mọi người. Mã số seri con này ở dưới này, 0208524 nha. Anh em nào kết thì liên hệ qua số điện thoại của em ha. Rồi, tiếp theo giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích. Đấy, em này là hàng hệ đời cao, đời mới nhất bây giờ nha mọi người. Em này em tay cụt nha, đến từ thương hiệu của Maruyama. Đó, đây, mã số của em này là CST310S nha mọi người. Nó về độ đẹp của em này thì khỏi bàn luôn. Đấy, anh em mua thì sử dụng gọi là không biết bao giờ hư nha mọi người, xài chuẩn thì khỏi suy nghĩ. Này, anh em thấy không? Bên phía mặt máu ram từ các màng bô hay là từ các cái vỏ áo này, rất là mới. Dường như em này đánh giá cho anh em với là giá cái độ đẹp của em này phải nằm được 90% nha mọi người. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Thì cái em này có đầy đủ các chức năng này như bộ giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động nhá. Đó, mẫu này thì dành cho anh em đeo tỉa cành sử dụng gia đình, trọng lượng là 3,5 kg nha mọi người. Mã lực là 30,1cc nhá. Đấy, anh em nào kết em máy này liên hệ với em, lam 40, mặt cắt cây 35cm ha. Giá của em G4 này. G4. Giá của em này là 2.300.000 đồng nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích này liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhá mọi người. Máy bị sao em? Rồi, ngồi chờ xíu ạ. Rất là êm nhỉ.
êm ấm nha mọi người. Rồi em G4 giá bán cho anh em với giá là 2.300.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cưa xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều ha. Rồi giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích tay dài tiếp theo này. Đó, em này đến từ thương hiệu của Makita nha. Đó, Makita ha. Đó, em này là đến mã số là ME333 nha mọi người. Đấy. Em này thì rất thích hợp cho những anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà. Đấy, hoặc là leo tỉa cành vừa tầm ha. Đấy. Ngày xưa các ông hay sử dụng con này ấy, mà leo cây ấy, mà giật rất chậm nổ quá, người ta gọi là Makita. Đấy. Nhiều khi chậm quá là gọi là không biết cách làm gì. Đấy. Đây anh em ha, trợ lực này. Đời mới nhá. Em này là có đủ chức năng nha, có thắng xích đầy đủ luôn. Lam 40 này, xích 91 này nha. Đấy, làm xích rất là đẹp nha, các đầu rắn này chưa dập chưa tòe, lóc mặt tiền đấy ha. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe này. Giá của em G5 này nhá. G5. Giá này bán giá cho anh em là 2 triệu đồng tròn nha mọi người. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0988628901 nha mọi người. Đấy, giờ sẽ khởi động ha. Lực lớn nha, nên là kéo nhẹ là nổ nhé. Em G5 nhé, giá là 2 triệu đồng tròn. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhé mọi người. Tiếp theo là đến em G6 này. Em này đến từ thương hiệu của Ruby. Đó, mẫu này là mẫu lòng đứng nha mọi người. Mẫu lòng đứng tầm trung nhỏ gọn nha. Mẫu này rất là vừa tầm, trọng lượng khoảng 4,5 kg này nha mọi người. Đầy đủ tất cả ha. Đó, em này thì có đầy đủ chức năng như trợ lực lớn này, đó, chốt e tự động này và núm bơm xăng này. Đó, và em này có các bộ nhúng lò xo nha mọi người. Thiết kế cho mình bộ nhúng lò xo nha. Nên là khi mình sử dụng mà mình đè cắt vào cây là nó rất là êm tay, đỡ bị rung tê nha mọi người. Đó, em này đây. Ruby 435 nha mọi người. Đó, mẫu mini nhỏ gọn nha. Rất là vừa tầm, đến từ Nhật Bản ha. Lam 40 nhá. Xích 91 nha mọi người, mặc các cây là 35 cm ha. Rồi em Ruby này là em G6 nha mọi người. G6. Mẫu này thì rất thích hợp cho những anh em sử dụng gia đình. Đó, nhất là những chú nào có tuổi mình sử dụng mẫu này, nhỏ gọn mà nòng đứng là xài ổn định ha. Giá bán cho anh em này là 2.200.000 đồng nhá. Đấy, anh em nào mà kết em máy cưa xích Ruby này liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Rồi giờ em sẽ khởi động này. Nhỏ gọn nhưng mà nghe máy rất là rát, rất là bốc nha mọi người. Đó, mẫu này nói chung anh em sử dụng gia đình hạ gốc này nọ, vườn củi trong gia đình vừa tầm nha mọi người. Nhỏ gọn ha, bốc máy. Rồi ok, em Ruby 435 G6 giá là 2.200.000 đồng nhá. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Tiếp theo đến em G7 này. Đó. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhá. Đó, số điện thoại của cửa hàng đây ha. Đó. Rồi, tiếp theo là em G7. Em này đến từ thương hiệu của Cityway này, Sork nha, 1029F nha mọi người. Mẫu này thì rất là nổi tiếng này anh em ha. Đấy, xài cực kỳ bền bỉ, êm ấm. Mẫu này thì nói chung anh em sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà nhá. Đề 4 số nha. Đó, mã là 1029F này, đề Sork. Em này thì có đầy đủ trợ lực này. Đó, trợ lực lớn này, núm bơm xăng, chốt e tự động luôn. Đó, mẫu cưa gia đình nha mọi người. Lam 40 nhá, mặt các cây 35 cm, xích chân 25 nha. Lam còn nguyên chữ này. Đó, lốc mặt tiền này, rất là đẹp, độ chê chua ít ha. Đời này thì nó đặc điểm là ốp lam hai ốc này và tay cầm bằng nhôm này nên anh em sử dụng nó bền bỉ hơn nhá. Đó. Em này thì nó có một cái xấu như thế này. Đấy. Là cái hộp giật nó này nó có những cái thanh nang này, đó, nó có những vài cái thanh nang này nó bị gãy này. Nói chung là nếu mà nhìn vào ngoại hình thì có thể là nhìn nó không được đẹp mắt thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cái bộ phận máy móc nha mọi người. Máy móc là nguyên rin nhá. Đó, đồng thời đó thì bán sẽ giảm giá cho anh em một ít ha để anh em sử dụng gia đình, gọi là dành cho anh em nào mà không quan trọng ngoại hình. Đấy. Chỉ quan trọng máy nổ ngon lành cành đào về sử dụng thôi. Bởi cái phần này ấy, thì nó nhìn vào nói chung là nó hơi mất cảm tình tí thôi, nhìn nó hơi xấu tí thôi, chứ máy móc nổ rất là bình thường nha mọi người. Rồi, em G7 này.
Đó, bán giá cho anh em với giá là 2.400.000 đồng nha mọi người. Một em hệ đời mới nha, đời mới nhất bây giờ nha mọi người, đời 4 số đủ chức năng luôn, giá chỉ 2.400.000 đồng. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhá. Hay cái dây giật mình. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe nha. Êm ấm nha mọi người. Mẫu này thì nói chung là xài gia đình vừa tầm, có trợ lực nha, kéo nhẹ nổ này. Đó, rất là êm ấm ha. Rồi MG7 giá là 2.400.000 đồng nhá. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Tiếp theo là đến giới thiệu cho anh em là MG8 này. Em này đến từ thương hiệu của Singu nha mọi người. Mã số của em này là 940C nhá. Đó, lam của em này là lam 50 nhá mọi người, xích 325 nha. Lam xích thì khỏi bàn rồi, rất là đẹp. Nước sơn còn nguyên trên cái lam này. Đó, ma cù lóc ha. Đấy. Ốp lam hai ốc nha mọi người. Em này rất là mới nha. Em này đạt 85-90% nha mọi người. Độ ngoại hình này rất là sáng ha. Đấy, máy nguyên ri nha mọi người. Có núm bơm xăng này, chốt e đây ha. Đó, giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của em G8 này bán cho anh em với giá là 2.500.000 đồng. Đó, anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích G8 này liên hệ qua số điện thoại của em ha. Rất là êm nha mọi người. Rồi em này sử dụng gia đình thôi nhá mọi người. G8 giá là 2.500.000 nhá. Anh em nào kết liên hệ của em ha. Tiếp theo lại giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích G9 nè mọi người. Đó, em này đến từ thương hiệu của Ryobi nha. Mã số game này là 3500 nhá mọi người. Mẫu này thì dành cho anh em sử dụng mảng gia đình 35cc. Đó, được ráp cho anh em lam Latin 40cm nhá. Lam đầu trơn này nha, có tỏa nhiệt này. Lam này rất là bền nha, đỡ bị xúc xích, đỡ bị cong lam. Đó, và xích này thì cũng đã ráp cho anh em xích mới rồi. Về anh em chỉ việc cắt thôi, không phải lo về rũa nữa ha. Đó, đời này thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn này, chỉ cần kéo nhẹ là nổ nha mọi người. Mẫu này rất thích hợp cho những anh em sử dụng trong mảng gia đình ấy. Nhẹ nhàng, vừa tầm, đề bô giảm thanh, âm thanh phát ra êm ấm ha. Đó, vòng tua vừa đủ nha mọi người. Rồi MG9 là Ryobi 3500 nhá. Giá của em này bán cho anh em với giá là 2.800.000 đồng. Đấy, giá rất là vừa nha. Đó, thiết ráp cho anh em là xích mới rồi, lam Latin, về anh em chỉ việc sử dụng thôi, không phải lo nữa ha. Rồi giờ sẽ khởi động nhé. Rồi ok, em G9 giá là 2.800.000 đồng nhá. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhé mọi người. Rồi giới thiệu thêm cho anh em một em máy cơ xích em cuối cùng trong lô ngày hôm nay ha. Em này là em G10 nè mọi người. Đó, em này đến từ thương hiệu của Sinway nha. Mã số là 1038S nhá. Đó, em này là đời 4 số, đời mới nhất bây giờ nha. Đó, đời em này được sản xuất năm 2010 ấy. Đây anh em thấy không? 2010 và 38.4cc, nặng 4.2kg đầu máy ha. Đầy đủ lam xích em này trên 5 kg nha mọi người. Mẫu này thì rất thích hợp cho những anh em sử dụng trong mảng gia đình, hạ gốc cây nọ, gọi là thích hạng mạnh ha. Đấy, có đủ chức năng, rất là nhẹ nhàng. Còn anh em mà đi cưa khai thác làm hàng nhỏ, mình sử dụng em này cũng rất là vừa tay, vừa tầm nhé mọi người. Lam cái này thì sử dụng lam tổng độ dài là 50, mặt các cây là 45cm. Lam này là lam Latin nha, lam tỏa nhiệt nha mọi người. Đó, các cái mảng trắng trắng này là cái đầu tỏa nhiệt nhá nha, xài rất là bền. Xích rin nó nha mọi người, xích Oregon này. Đó, xích này thì cũng đẹp 80% so với mới nha mọi người. Đó, lốc mặt tiền đây, độ chạy chỗ ít ha. Ốp lam hai ốc này. Ô, đâu mất một con ốc rồi. Này em sẽ bổ sung thêm ha. Đó. Đây, máy ốp lam này, tem mà thương hiệu còn nguyên. Bên phía máy hộp giật này nha, rất là sáng nha mọi người. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha. Em này là em G10, giá của em này là 3.800.000 đồng nhá. Anh em nào kết em máy này liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Đời này có thắng xích luôn nha mọi người. Đó, thắng xích nha. Tay cầm của nó thì nó có một màng bên trên này nữa, nhưng mà nó bị bể rồi nên là nó bị cụt như này nha mọi người. Đó, giờ sẽ khởi động nhá. Thank you.
rất là bốc máy luôn, êm ấm nha mọi người, có trợ lực nha mọi người, kéo nhẹ nổ thôi, không cần dùng lực nhiều, rất là êm ấm ha. Cati cho hơi thấp. Ok, em Sidoway Shop nhá, 1038S đời mới 4 số. Giá của em này là 3.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cơ xích này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Rồi, lô máy ngày hôm nay là lô G nhé mọi người, từ G1 cho tới G10 nhá. Anh em nào cảm thấy kết máy nào mình liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em ha.